thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi. Sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on phơi để biết hết chuyện trên đời. Đăng cái tút bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang xa vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thẫn thờ đêm lại ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em tất cả chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lê la quán xa anh đã khác. Không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con đàn em trên đường, sửa soạn từ sáng đến trưa, tóc tai vút ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi thích díu gì vậy em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhờ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay anh nói đùa, cứ nói đi rồi lòng làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, giúp ba mấy giờ trắng mua rau thịt về nấu. Anh lên on phan phây điên tuốt cầm công việc. Anh biết mình đã lớn lên là phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô em anh khoe hóa ra cũng chỉ nói sao. Chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thẫn thờ đêm nay ôm nhớ mong. Và dù chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi. Chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác thật nhiều. Là do em tất cả chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lê la quán xa anh đã khác. Không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho má má, cho em má, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Là do em tấn ca chính em đã. Xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em má, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh thanh niên năm nay khác xưa. Anh thanh niên năm nay đã khác xưa rồi.